Nhưng mà rất nhiều người là đi mong học thầy nhưng còn không dám nói ra suy nghĩ thật trong lòng mình, vì sợ nói vậy thầy bảo mình ngu, nói vậy thầy bảo mình điên, nói vậy là sợ thầy bảo thằng này bị thần kinh. Nhưng không sao, cứ nói ra. Rồi hai thầy trò đàm đạo, biết đâu cái của em nó lại là với là vĩ nhân, còn cái của thầy là tầm thường thì sao? Chúng ta học nhau mà. Anh Trần Việt Trung có đặt câu hỏi: em chào thầy, có câu kẻ tự vấn với bản thân mình chỉ trên bình thường, còn kẻ dám tự vấn với vĩ nhân là kẻ vĩ cuồng. Thầy có thể giải thích từ vĩ cuồng ở ý này không ạ? Em cảm ơn và chúc cả gia đình buổi tối an lạc. Thực ra thế này với anh Trung, thế này này, chúng ta đừng quá mải mê đi phân tích có bất cứ một cái câu nói của ai đó. Ví dụ tôi đã từng gặp một cô gái thế này, phụ nữ thông minh không bằng người phụ nữ xinh đẹp mà lấy được đại gia. Có một cô gái đã từng hỏi tôi cái câu này, tức là phụ nữ thông minh không bằng phụ nữ xinh đẹp lấy được đại gia. Thầy phân tích cho em câu này với ạ. Tôi bảo câu này là của ai nói? Cô bảo em không biết là của ai nói cả. Vậy thì tôi nói với chị rằng là cái câu đấy của ông xe ôm ông ấy nói, chị cũng bắt tôi phân tích à? Thế thì đừng có phải cái gì người ta nói mình cũng tin và cũng đi phân tích, thì cả cuộc đời này bạn không khác gì vào một cánh rừng và đi nhặt từng cái lá và chúng ta ngồi chúng ta phân tích cái lá. Vậy thì cả đời này chúng ta đi xé từng cái lá ra để chúng ta phân tích mất thôi. Thế thì quay trở lại cái câu chuyện của anh Trần Việt Trung ấy, thì cái câu chuyện là kẻ tự vấn với bản thân mình chỉ trên bình thường, tức là cái người tự sửa mình là bình thường, có đúng không ạ? Ý câu này là như vậy. Còn kẻ dám tự vấn với vĩ nhân là kẻ vĩ cuồng, tức là cái người mà dám đối mặt với vĩ nhân. Tự vấn ấy là gì ạ? Là trao đổi với vĩ nhân. Với là cái kẻ vĩ cuồng, tức là cuồng ở đây là người ta gọi là dám bộc lộ hết bản thân của mình ra, nó như kiểu người điên đấy. Mà bản chất là gì ạ? Với là kẻ gì ạ? Kẻ điên, nhưng mà điên này là điên vĩ đại thì người ta gọi vĩ cuồng. Cho nhiều ông tỷ phú ông bảo là bản chất tôi điên lắm, vì tôi nghĩ không giống ai, cách tôi làm không giống ai, cho nên tôi điên lắm, thì họ nhận họ là vĩ cuồng đấy. Điên nhưng mà vĩ đại. Thế thì thực ra là ý họ là nếu mà dám đối mặt với vĩ nhân để dám đưa ra những ý kiến của mình, để tranh luận những ý kiến của mình, thì kẻ đấy là vĩ cuồng. Ví dụ em ngồi với Đức Phật mà em dám bảo là tôi nghĩ Đức Phật nói sai rồi, tức là em nghĩ theo cách của em và em lý giải và em phản biện, thì nếu em thắng thì rõ ràng em được nhiều thứ là tự tin hơn. Nhưng nếu em thua thì em nhận ra những vấn đề của mình và không bảo thủ, thì gọi là vĩ cuồng. Thì cái câu này cũng chỉ là một cái câu ý nói là, một là sửa mình, tự vấn lương tâm để tự sửa mình. Hai là tìm những người vĩ nhân để dám nói ra suy nghĩ thật của mình, để họ sửa cho mình, hoặc là để họ gì ạ? Phân tích cho mình xem mình có đúng không, để giúp cho mình tự tin mà thôi. Đấy, học mình hoặc là học gì ạ? Học thầy ấy. Thì bản chất nó là như vậy. Rồi nhá, đấy, nói như vậy để bạn hiểu cái từ vĩ cuồng. Rồi, cảm ơn bạn. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam, nơi kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc.